đã bạc nhược trước Lào, U22 Việt Nam nhận tìm tin dữ. Huấn luyện viên Trussier bất ngờ giải tán đội vì lý do không ngờ. Đông đảo khán giả ở sân Brindisi hôm ngày 30 tháng 4 ngại ngùng cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam chưa thành thoát, thậm chí là thiếu đường nét khi mới gặp đối thủ yếu hơn là Lào. Và nếu giữ cách biệt mang manh mún như thế này, người hâm mộ lo lắng thay cho ông Trussier nếu phải đụng độ với các đội bóng mạnh hơn như Singapore, Malaysia, đặc biệt là Thái Lan. Theo ghi nhận của phóng viên, rất đông cổ động viên Việt Nam đã bỏ về sớm trước thời điểm trận đấu giữa Việt Nam và Lào mới diễn ra được 80 phút. Đây là điều vô cùng hiếm thấy trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nhất là dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, đây là tín hiệu khá vững vàng cho Quang Văn Chuẩn cùng với đồng đội. Động thái được cho là bởi nhiều khán giả tỏ ra thất vọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước một đối thủ được coi là dưới tầm. Trong khi đó, ông Trussier hài lòng với kết quả 2-0 trong trận ra quân. Có lẽ đó như là một sự giải tỏa, bớt áp lực cũng như là các học trò cùng với ông đang phải gánh chịu. Ông Trussier nhìn nhận hai bàn thắng là kết quả của những ngày rèn luyện mệt mài từ các pha bóng bổng, không phải từ trên trời rơi xuống. Thực tế, người ta thấy rõ hơn việc ông Trussier muốn bảo vệ các học trò khỏi những chỉ trích của dư luận hơn là hài lòng về tính chuyên môn và cách vận hành chiến thuật. Bởi ai cũng thấy trình độ của đội tuyển quốc gia thật sự đang chuyển bóng sai, chuyển bóng hỏng và chạy trôi hết. Có nhiều quan điểm chia sẻ với ông Trussier, cách nói thông cảm lẫn kỳ vọng hơn về nhà cầm quân từng tham dự chung kết World Cup là ông đang giấu bài nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Tuy nhiên, cũng cần có những phân tích về việc ông thầy người Pháp đã chọn lựa một cách chơi trong đội hình mạnh nhất trong từng thời điểm nhưng hiệu quả không cao. Có thể ông Trussier lẫn các học trò đều ngỡ ngàng là thắng với đội hình xuất phát 3-4-3, thiên về tấn công, phòng ngự sớm. Và thật sự đội tuyển U22 Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lợi thế với bàn dẫn trước, tâm lý của Văn Tùng đánh đầu ngay phút thứ hai. Không biết ông Trussier có nhiều bài để giấu hay không khi ông đã lần lượt thay hai tiền đạo lệch cánh là Văn Khang, Quốc Việt tung vào sân hai tiền vệ tấn công là Công Đến, Xuân Tiến vẫn không giành lại được quyền kiểm soát thế trận. Rất may Quốc Việt trong những phút bù giờ đã làm giảm đi nhiều sự khó chịu của giới hâm mộ bằng một bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Việt Nam. Ông Trussier vẫn còn nhiều việc phải làm, ít nhất là trấn an tinh thần và đốt lửa ý chí của các cầu thủ trẻ Việt Nam, chơi tốt trong những trận sau. Có lẽ vì muốn học trò của bản thân hồi sức lại, ông cũng đã nghỉ ngơi thư giãn ngày 1 tháng 5 theo lịch tập bình thường. Từ ngày 2 tháng 5, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục quay trở lại sân để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai đụng độ với Singapore. Bóng đá Việt Nam đang từng bước vào một kỷ nguyên mới với sự dẫn dắt của ông Trussier. Đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng được chú trọng phát triển và đào tạo. Với triết lý bóng đá hiện đại, khoa học, sáng tạo, huấn luyện viên Trussier muốn xây dựng một đội tuyển U22 Việt Nam mạnh mẽ, linh hoạt và tự tin. Đây là một sự thay đổi rất lớn so với kỳ vọng của ông Park Hang-seo, người đã mang lại nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam. Và để thực hiện mục tiêu của mình, huấn luyện viên Trussier đã chọn ra những cầu thủ trẻ có tiềm năng, tài năng xây dựng một đội hình mới. Ông cũng đã không ngần ngại thử nghiệm nhiều vị trí trong sơ đồ của mình. Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện và thành công với triết lý bóng đá mới, U22 Việt Nam cần có thời gian và kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao họ cần được sự ủng hộ và tin tưởng từ khán giả. Sau trận thắng 2-0 trước Lào trong ngày ra quân SEA Games 32, Việt Nam đã có một khởi đầu suôn sẻ về mặt điểm số. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước đệm trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng mà thầy trò ông Trussier đang hướng tới. Trước mắt, cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia. Đội bóng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, vì vậy không nên so sánh thành tích của Việt Nam hay vị huấn luyện viên Park đã làm được. Hai đội bóng có triết lý và lối chơi, mục tiêu con người khác nhau. Quan trọng nhất là Việt Nam phải tập trung cho từng trận đấu, cố gắng thi đấu hết sức và không ngừng học hỏi. Huấn luyện viên Trussier của đội tuyển Việt Nam đã chia sẻ về triết lý bóng đá mới mà ông muốn áp dụng cho các cầu thủ. Ông muốn cầu thủ Việt Nam chơi bóng theo kiểu kiểm soát chủ động, chứ không phải là chỉ phòng ngự phản công như trước. Tôi muốn vị trí trên sân không cố định, có thể linh hoạt các tình huống, hậu vệ cũng có khả năng chơi bóng, tiền đạo có trách nhiệm phòng ngự. Tôi muốn cung cấp cho các cầu thủ về những công cụ mới, vũ khí mới để họ có thể thấy được, vượt qua được sự giới hạn của mình. Đó là lý do tôi quay lại Việt Nam. Tất nhiên chúng ta cũng cần phải duy trì vị thế ở Đông Nam Á, SEA Games. Nhưng trong quá trình đó chúng tôi sẽ dần thay đổi lối chơi của đội tuyển. Sẽ có những khó khăn, sai lầm nhưng tôi tin đó là nền móng. U22 Việt Nam đang tham dự giải đấu quan trọng nhất năm và đây là cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Đây cũng là cơ hội để cho họ chứng minh triết lý bóng đá mới thật sự là đúng đắn và hiệu quả.
Với một đội hình trẻ nhất từng tham dự SEA Games của Việt Nam có tới 9 cầu thủ trong độ tuổi U20, những lời động viên khích lệ là cần thiết. Chỉ trích đôi khi nó sẽ tạo nên một sự áp lực rất lớn cho các cầu thủ. Với ông Trucio, lời phát biểu cuối cùng sau cuộc họp báo trong ngày giao quân thì ông cho biết ông hiểu bóng đá Việt Nam. Ông nhận cả điểm mạnh và điểm yếu của bóng đá Việt Nam. Vị trí lần sang người Pháp cũng cho thấy khát khao thay đổi và điều duy nhất ông cần lúc này là thời gian. Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta cần tôn trọng ông và kiên nhẫn. Người hâm mộ không quên kỳ tích mà huấn luyện viên Park Hang-seo từng làm được, nhưng đó đã là hào quang trong quá khứ và chắc chắn không phải là thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ cũng như cổ động viên cần quên đi và phải hướng tới những mục tiêu cao hơn. Hãy ủng hộ và tin tưởng U22 Việt Nam, đội tuyển bóng đá của tương lai. Chiến thắng 2-0 trước Lào dù có phần thất vọng nhưng phải công nhận Lào đã có sự tiến bộ rất lớn. Bên cạnh đó, việc U22 Việt Nam chưa tung ra nhiều bài vở sau 3 điểm thì đó vẫn là một tin tốt. Trận thắng với Lào là trận đầu tiên, Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với Singapore vào ngày 3 tháng 5.